buồn buồn ngứa tay lại đặt một cái bọc hàng quốc tế các bạn. Thấy xinh xinh thì đặt thử thôi chứ hai em này chả liên quan gì đến nhau cả. Đầu tiên là em sơ mi hoa nhí tay bồng rất là xinh luôn. Chả biết chất vải gì nhưng tóm lại là mỏng và mát nha. Tuy thì rất là xinh luôn nhưng mình nghĩ là nó sẽ dễ tuột, mọi người nên khâu thêm vào nhá. Với cả lấy thêm em cardigan này vì mình chưa có cái màu nâu nào trong tủ cả. Áo cầm thì khá là nặng tay và len đan thì dày dặn nhá. Áo có túi hộp các thứ và khuy bản to, nhìn trông rất là xinh luôn. Nhìn mà cái em cardigan này nhìn trông dễ thương nhỉ. Ê, cái màu này thật sự luôn ý. Nhìn cái áo này như kiểu bánh xốp sô cô la ấy nhỉ. Màu này thì cực kỳ tôn da luôn và mọi người tha hồ mà phối với cả những cái đồ basic khác nhá. Còn cái em sơ mi hoa thì mặc lên sẽ như thế này này, trông xinh phết đấy. Mình mặc size S mà nhìn thấy trông hơi rộng một xíu, chắc là do mình gầy quá. Cái này còn có cả màu trắng nữa nha. Mặc với quần ống rộng, quần bò hay là chân váy dài đều rất là xinh luôn nhá. Và các bạn nhớ là phải đơm khuy đấy nha, không là dễ bung lắm đấy.